Nếu có dịp tàu hỏa dọc theo chiều dài của đất nước, chúng ta sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những cánh đồng xanh trong bát ngát, những núi đồi bao la, dãy núi trùng điệp, đặc biệt là khung cảnh trời biển tuyệt đẹp. Và có lẽ cũng chính vì điều này mà tuyến du lịch bằng tàu hỏa Hà Nội - Đà Nẵng đã được tờ Telegraph của Anh bầu chọn là một trong 10 tuyến du lịch bằng tàu hỏa ấn tượng nhất trên thế giới. Và ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên của VTC14 trải nghiệm trên hành trình này. Từ Hà Nội vào Đà Nẵng, tàu SE1 là lựa chọn phù hợp nhất. Các tòa có nội thất, trang thiết bị hiện đại, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách và đặc biệt là giảm thiểu tiếng ồn. Đoàn tàu còn có một toa xe hàng ăn được thiết kế tinh tế. Du lịch bằng tàu hỏa, nó có cái trông chênh, nghiêng ngả mỗi khi tàu vào cua, âm thanh lục khục của bánh sắt. Buổi tối trên tàu là cảnh sinh hoạt trên tàu thú vị như trong một khu phố nhỏ. Người nhâm nhi thưởng ngoạn ly cà phê, ngắm cảnh phố phường về đêm. Những đứa trẻ nô đùa, chạy nhảy, làm náo loạn từng góc nhỏ. Có thời gian đêm trên tàu này, trẻ con cũng có cái niềm vui tìm đến với nhau, vui vẻ với nhau, gắn bó với nhau hơn. Ông bà cảm thấy lâu rồi không đi chẳng hạn, lâu không đi tàu cảm giác cái thư thái, nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa trong thời bao cấp mình. Còn máy bay thì vèo một cái đến nơi thôi, nhưng mà tàu hỏa là có thời gian dài ngồi với nhau, quây quần gia đình để mà có những lúc mà ngồi ăn uống vui chơi, hoặc là có những điều gì tâm sự mà cảm thấy là chưa nói hết được với nhau, thì có thể đấy là một điều thuận lợi. Buổi sáng trên tàu, cảnh vật và con người như được bừng tỉnh. Tàu qua khu vực, bỏ rèm, phóng tầm mắt qua cửa sổ là một cảm giác thư thái, bình yên đến lạ. Mảnh đất miền Trung là những cánh đồng xanh trong đang mùa cây ải, cánh cò dập dìu, đàn trâu thong dong gặm cỏ. Những dải núi xa xa hay những vạt cây rừng. Đi tàu hỏa, chúng tôi có thể trải nghiệm, biết thêm được về đất nước, con người Việt Nam. Đây quả là một hành trình du lịch khám phá tuyệt vời. Tôi đi du lịch ở Việt Nam đã vài năm, lần này có các con nên tôi quyết định đi tàu. Tôi thích được cùng các con ngắm cảnh thiên nhiên và tận hưởng. Ấn tượng nhất trên hành trình Hà Nội - Đà Nẵng bằng tàu hỏa là cung đường tuyệt đẹp qua đèo Hải Vân. Tàu qua đây với tốc độ rất chậm, chỉ 25 km một giờ, có đoạn chỉ 10 đến 15 km một giờ. Từ khoang tàu có thể nhìn toàn cảnh biển Hải Vân dưới chân, một bên núi, một bên biển vỗ sóng. Xa xa là vịnh Lăng Cô với dải cát trắng long lanh dưới nắng, đầm chuồn mờ ảo. Đoàn tàu chạy dọc đường bờ biển, băng qua núi. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, biển trời bao la được thu chọn trong tầm mắt. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có một trải nghiệm rất thú vị trên đoàn tàu SE1 hành trình Hà Nội - Đà Nẵng. Từ trên tàu thì tôi có thể nhìn thấy được những cánh đồng mênh mông bát ngát, những ngọn núi trùng điệp. Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là vẻ đẹp của núi rừng và của biển tại khu vực Lăng Cô. Những lúc như thế này thì tôi cảm rất là thư thái và thoải mái. Và tình yêu quê hương, đất nước của tôi dường như cũng được nhân lên. Rất là nhiều hành khách yêu thích cái phong cảnh này, để lại cái ấn tượng rất là lớn đối với khách đi tàu. Và đặc biệt là đây là biển Lăng Cô thì cái phong cảnh ở đây rất là đẹp khi mà tàu mình đi qua đèo Hải Vân. Hà Lan là một đất nước nhỏ, chúng tôi không được ngủ trên tàu. Ở đây, chúng tôi được ăn, ngủ, nghỉ ngơi thư giãn trên tàu, đi đèo, ngắm biển. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và thiên nhiên thật đẹp. Hành trình Hà Nội - Đà Nẵng có điểm đầu là thủ đô văn minh sầm uất, điểm cuối là thành phố Đà Nẵng, thành phố biển hấp dẫn nhất cả nước. Cách Hà Nội gần 800 cây số, nhiều người chọn máy bay làm phương tiện đi lại để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, những du khách thực sự muốn được trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, đất nước, con người thì tàu hỏa được coi là sự lựa chọn phù hợp nhất. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng là một trong những tuyến trọng điểm của công ty Khách Hà Nội. Hàng năm, đơn vị này đón đến trên 250.000 lượt khách đi đến Đà Nẵng. Đây vẫn là điểm đến đầy tiềm năng trong tương lai. Thời gian sắp tới, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức nâng cấp đôi tàu SE19, SE20, tàu khách du lịch Hà Nội - Đà Nẵng để nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Và những du khách thực sự muốn được trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, đất nước, con người thì tàu hỏa được coi là sự lựa chọn phù hợp nhất.